em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng. Em sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước. Cháu quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Hôm nay em trở lại với chỗ của anh Mao, tiếp tục chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô cây mai vàng. Cây bé đẹp đối với cô chú anh chị ha. Kính mong với cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Mao ạ. Rồi em xin mời cô chú mình vào xem nước giới thiệu mai mai hôm nay luôn ạ. Thời tiết thì đang mưa hết cô chú nên hơi ồn chút xíu, cô chú anh chị mình thông cảm với em nha. Không có thể mà nói bao nhiêu lần. Anh xin chào anh Mao ơi. Rồi anh chào Phương, rồi anh Mai xin mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em cũng có 8 thôi mai giao lưu với cô chú anh chị thì qua số điện thoại của em là 0939048121, em tên Mao ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Rồi thì đầu clip thì em vô một phôi á, phôi mai vàng. Cái lùng lực luôn cô chú anh chị. Cái này thì nó lùng nha cô chú. Cái này phôi lùng ha. Anh này có cái lỗ sâu đục thân ăn lâu rồi ha cô chú, em chám lại luôn rồi ha. Đế cũng khá là đều. Cây này thì đế nó chảy đều ha. Do trời mưa cô chú anh chị ơi thì mưa nó hơi ồn. Em nói lớn lên một xíu. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi. Rồi cho cái hoành đi. Hoành 27 á cô chú. Dạ 27 rồi. Chiều cao nó có 17 rồi cô chú ơi. Dạ. Đường kính màu là 45. Cái này đế đều ha, cây rất là già đúng không? Dạ thôi, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi, cây mã số 1 ha, cây mã số 1 em giao lưu với cô chú là giá 800 ngàn ha. Dạ, 800 ngàn mã số 1. 800 ngàn, mã số toàn quốc. Số 2. Dạ, mã số 2 nha cô chú anh chị. Số 2 ha, cây này đế nó cũng bỏ rất là đều ha cô chú, bỏ đều hết. Cây rất là già ha. Sống khỏe luôn rồi, nó năm trời rồi, để không dài cũng lâu ha. Nó già dữ lắm già. Cái này đế cũng có đế khá lắm cô chú. Mấy tượng đế nó hơi dảnh lên ha cô chú, về mình trồng mình kéo xuống được ha cô chú. Cái thứ bình thường ha, đế nó bỏ xuống này chứ. Chiều cao là 40. Rồi hoành em đo vị trí này ha, 33. Dạ. 33 hoành. Đường kính bầu là được 50. Cái này già cây lắm mà cô chú chị đang thử sống khỏe luôn. Rất là già ha. Đây nó có cái mặt cắt cũ nha cô chú. Cắt lúc trước chủ nhà nó chặt, giờ nó mọc lên 5-6 cái tược rồi, nó kéo rất là mau. Rồi cây mã số 2 á, cây này em giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu. Dạ 1,5 triệu nha cô chú. Dạ 1,5 triệu em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ rồi. Dạ mã số rồi, tiếp theo mã số 3. Cũng là phôi mai vàng luôn cô chú chị nha. Cây này rất là cây lùng ha, đế là đế đều ha, cô chú cây này đế đều, đế nó hơi khéo ha, nó bóng xuống. Chiều cao là cũng 40 luôn. Hoành em đo vị trí này là 26 đi. Dạ 26 rồi. Cái này mặt cắt kém nhựa mạnh không? Đây nó cũng kém nhựa hết, là cây già thôi. Luôn là cây già. Dạ mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cây mã số 3, cây này em giao lưu với cô chú là giá 1 triệu đồng ha. Rồi tiếp theo mã số 4 của chú ơi. Là một cây phôi mai vàng dáng trực tốt tốt. Cây này rất là già luôn nha cô chú. Nó thân nó là da me hết rồi ha. Cây này đế sổ thơm luôn cô chú. Đế thì nó nguyên cục đế luôn. Rất là già, cây nó lên da me hết rồi. Cốt cành thì đều ha, cốt cành nó cũng lực cây. Rồi em xin thông số. Rồi chiều cao là được 95. Dạ cao 95. 95 chiều cao. Rồi em cho cái hoành luôn.
Hoành vị trí này được 32. Dạ, hoành được 32. Tổng hình đế nó khoảng 130 nha cô chú. Cái này già lắm rồi, cô chú thì cốt xanh đi đó hả? Cái này giờ mình ghép làm ao cơ lắm cô chú ơi. Em cũng giá luôn luôn á. Rồi cái này em giao lưu với cô chú là giá là 2.300.000 ha. Dạ. 2.300.000. 2.300.000 cho mã số 4. Dạ, mã số 5. Rồi, tiếp theo là mã số 5. Số 5 cái này là nồi đế khủng lắm nha cô chú. Dạ, màu khôi 2.000, cái này lùng lùng mà. Số 5 cái này nguyên cái nồi đế dữ lắm luôn. Đây rất đẹp. Động rễ lục lục xong mà cô chú cái chuyện nào. Cái em để hẳn gài nó kéo nhựa rất là mạnh nha. Cái này về là mình ghép luôn rồi được rồi ha. Dạ, mặt cắt kéo nhựa mạnh lắm. Rất là mạnh ha, xanh lắm cho. Đây rất là già luôn cô chú. Rồi, cho cái chiều cao ha. Chiều cao đo tới mặt đầu gì là được 64. Dạ, chiều cao 64. Cho cái hoành luôn. Hoành vị trí này là 40 ha. Dạ, hoành được 40. Nó tại cái cây này nó cũng nở nha cô chú. Đo tham khảo dưới này là 49 ha. Dạ, 49 rồi. Tổng nồi đế nó là tính 150 thôi chú ạ. Dạ, tổng rễ lực lực thôi mà cô chú. Rễ lực xong ha, mà nó dày hết trơn luôn ha. Dạ. Bớt mưa rồi đó. Bớt mưa quay muốn gọi rồi. Dạ, một cây bonsai lùng lục đế. Cây này rất đẹp cô chú ơi. Không rễ là bắp bắp luôn ha. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Cây này thì em giao lưu với cô chú là giá là 9.500.000. Cây đế rất là khủng luôn chứ. Dạ, và mã số 6. Số 6. Số 6 là cũng hoa mai vàng nha cô chú. Dạ. Cây này nó rất là lực nha cô chú. Hoa mai vàng. Cây lực ha, cốt cành cũng lực luôn. Cây nó già lắm, già nó nu lằn hết trơn ha. Dạ, cây này cũ nở mà dạ. Còn rễ lực lực thôi mà cô chú anh chị. Cái này em cắt cái form nó còn hơi cao ha. Cô chú anh chị mình chơi bonsai về mình rút thấp xuống lại ha. Dạ. Dạ rồi, em xin chiều cao luôn anh ha. Chiều cao tới mặt đầu là được 95 hả cô chú? Dạ, cao 95. 95 chiều cao. Cây này nhìn cái bộ đế với cái mình nó rất lực cô chú, lực dữ lắm lực. Sát lớn cô chú. Cái bàn cũng để nó hơi nghiêng cô chú. Cái mình trồng là cây nó trực đàng hoàng hết rồi. Nguyên cái bệ này, bệ liền, rồi em cho cái thông số này. Này cây này thì nó cũng có vị trí đo cô chú ơi. Đo cái chỗ nhỏ này ha là 48 ha. Dạ, 48. Nó nở ở trên này đó là nó xù xù ra là cũng 48 luôn là nó đang cây ha. Dạ. Rồi mình đế này cũng 150 rồi chú ơi. Rất là lực cây ha. Dạ rồi, phôi mã số 6 mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi cái mã số 6 em giao lưu với cô chú là giá 11 triệu. Dạ, 11 triệu thôi mà ngàn mã số 6. Dạ, tiếp theo mã số 7. Số 7 luôn cô chú ơi, số 7 là một cây, cây này nó có củ đế ha, cây củ. Cây không cao, có cốt cành luôn á cô chú chị nè. Rồi quá trời cái củ đặc luôn á cô chú anh chị. Củ đặc này nó hơi quái nha, củ hơi quái. Cái củ này nó lên da me hết trơn luôn. Đây có cái mặt cắt cô chú, hồi xưa chủ nhà ta chặt bỏ một nhánh đó. Thì em cũng chưa có xử lý nữa. Dạ, cây này rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Cốt cành nó đóng tứ diện ha. Dạ.
cái này em để thì cái cây nó nằm trên cái bàn nó không có được đứng cái cây, nhưng chú mình về mình trồng mình chỉnh mình chêm lại ha. À, nó rất đẹp. Em xin nông số luôn anh nha. Chiều cao là 1m15. Dạ, 1m15 chiều cao. Cho cái quạnh luôn đi. Cái đế nó cũng quá quá lắm nha chú chú. Nhìn trên này đi. Đây là 40 hơn ha, 40 hết cô chú. Vị trí này 40. Còn nguyên cái cũ, quá trời cũ. Cái cũ cũng như cái hoành thân luôn nè, cô chú là 63. Vâng rồi. Cũ nó đặt như cái hoành thân, nó không có trống. Mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi cây mã số 7 ha, em giao lưu với cô chú là giá 4,5 triệu luôn. Dạ 4,5 triệu, cây này nung lần. Về mình ghép mau chơi lắm cô chú. Dạ có cốt cành đều luôn hả? Dạ mã số 7 là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rồi, em đỡ cái luôn anh nha. Rồi. Dạ tiếp theo là phôi mai vàng mã số 8 nha cô chú. Cây mã số 8 hả cô chú? Làm cây mai vàng ha, cốt cành đều đẹp. Cây này dáng trực phong cao luôn. Cây này trực thẳng băng luôn cô chú ơi. Dạ. Cốt cành nó đóng rất là đẹp luôn. Đế là nguyên một củ nở, tổng đế đẹp luôn. Đây nó có nu cục bánh cằm, chà bá. Dạ cốt cành cây này cũng lớn mà cô chú chị nha. Nó bể da xù xì luôn hả? Cây này thì cốt cạnh nó đóng tứ diện của chú, cây này vì mình ghép mau chơi lắm ha. Cây này thì nó cũng hơi nặng của chú, em bao xếp cho cô chú là giá 200 km ha. Rồi em cho cái gì cao. Rồi chiều cao em tính 1,5 m thôi. Dạ cao 1,5 m. Tán ngang hiện tại thì là 60. Dạ. 90. Tán ngang 90. Tán ngang 90 nha bà chú. Rồi em đo cái hoành luôn ha. Dạ. Hoành thì em đo ngay cái eo dưới này nè ha, cho nó nhỏ, nhỏ nhất nha cô chú. Là 46 ha. Ừ. Rồi em đo ngay cái chỗ cái cục phù bánh cam của nó nè, là cũng 46 luôn. Dạ. Chỗ này nó phì nở nha, nhìn cũng mới quá. Rồi cộng rễ là lực cũng khá là. Đế thì nó chảy đều xong rồi hết trơn ha. Nó cũng bấu xuống. Một phôi tàn nha cô chú chị, mã số 8. Rồi cái này mình giao lưu giá bao nhiêu vậy nè? Rồi cây số 8 này em giao lưu với cô chú là giá 14 triệu hả cô chú. Dạ. 14 triệu em bao ship là 200 km. Cái này là lợp tàn ra là bao. Dạ. Chơi nha cô chú chị. Cây này mình lợp cho tàn chơi một cây thành phẩm là đẹp lắm cô chú ơi. Dạ. Dạ rồi. Rồi thì cây số 8 cũng là cây cuối clip nha cô chú. Em rất mong cô chú yêu thương và ủng hộ em clip này được mau lẹ. Dạ em xin cảm ơn và xin chào. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại cô chú chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.